Làm sao lại có loại võ thuật kỳ quái này? Đúng là không dễ đối phó. Trong 36 kế chạy là thượng sách. Hoa rơi cuồng cốc. Hãy không thoát đầu. Lần này sơ suất rồi. Không xong, cơ thể mình. Mình vẫn còn sống, nhưng cơ thể mình đang biến đổi. Người thông minh đến mức này sống không thọ thật. Nếu có kiếp sau, hãy đầu thai vào nhà nào tốt xíu nhá.